Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tokyo Game Live, và hôm nay thì cậu Vàng sẽ có một cái video trải nghiệm một con game mobile mới có tên gọi là New Gunball. Thì đây là một cái game chính chủ từ Softnik, một cái gọi là cha đẻ của Gunball, và đã từng phát hành phiên bản dành cho PC rất nổi tiếng cách đây khoảng, mình nghĩ cũng khá là lâu, từ 2003 gì đó. Nói chung là hồi xưa mình cũng có chơi Gunball, thế nên là cái phiên bản New Gunball này ở trên di động là mình thật sự là mình rất là mong. Trước đây thì Softnik đã làm một cái phiên bản mobile rồi, nhưng mà có vẻ đó là một phiên bản thất bại vì họ tiếp tục làm một cái phiên bản mới này. Và cái phiên bản New Gunball này sẽ được VTC Game phát hành tại Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại thì các bạn có thể trải nghiệm game này bằng phiên bản Alpha Test mới ra mắt vào ngày hôm nay 18 tháng 12 trên Android và cả iOS. iOS thì các bạn sẽ phải dùng Test Flight. Đây là cái màn hình hướng dẫn của cái game New Gunball này. Và các bạn có thể thấy đây là các loại xe của New Gunball. Và anh em thấy là các cái loại xe ở trong New Gunball này rất là giống Gunball hồi xưa. Chẳng qua có trang thì nó sẽ được trang trí thêm, nhìn rất là ngầu. Đây chúng ta có Ice, Smith và Armor này, ba con xe rất là nổi tiếng. Đây, các bạn để chọn phần tạo nhân hình nhân vật. Mình có thể chọn giới tính này. Mình hồi xưa mình bắn mây rất là kinh khủng luôn. Hồi xưa tôi top top 5 Gunball ở Việt Nam đấy. Nếu anh em nào không biết, thật nhá, không phải chém gió đâu, nhưng mà đấy. Nói chung là mình hồi xưa mình cũng chơi Gunball trên PC. Rất là nhiều kỷ niệm với nó, thế nên là nói chung là mấy cái phiên bản Gunball Mobile hoặc là những game bắn súng canh độ sau này thì mình cũng có chơi, nhưng mà để thực sự để mà nói là nó có cảm xúc như Gunball trên PC hay không thì hiện tại thì mình chưa cảm thấy là có game nào khiến cho mình cảm nhận được. Thế nên là cái phần game New Gunball này mình thực sự là mình rất là mong chờ, bây giờ mình sẽ trải nghiệm nhá. Nó chém gió hơi nhiều. Rồi, đây chúng ta sẽ có phần hướng dẫn này. Mình nhắc lại, đây là một cái game chính chủ do Semnic của Hàn Quốc, đơn cha đẻ của Gunball họ làm. Rồi chúng ta cũng có rất là quen thuộc rồi. Đấy, chúng ta sẽ có các nút canh tọa độ này, điều hướng và tăng sức mạnh ạ. Tuy nhiên là đúng là bản mobile bao giờ nó cũng sẽ khác bản PC một tí. Đó, cái đây là phần hướng dẫn rất là chi tiết. Nếu bạn nào mà chưa từng bắn Gunball hoặc là chơi những game bắn súng canh tọa độ bao giờ. Đây, chúng ta học cách di chuyển này. Đó, chúng ta sẽ có thể di chuyển và có cái cột màu xanh như kiểu mana này là cái các bạn sẽ đó sẽ nó sẽ giới hạn cái di chuyển lực di chuyển của bạn. Đó, nó hết lực là không di chuyển nữa, sẽ đứng bắn thôi. Đấy, hết xăng, nó là bình xăng đi, anh gọi là bình xăng đi. Rất là chuẩn. Đấy, nút bắn này. Nút bắn thiết kế khá là to. Vỡ mồm con trồn. Nút bấm khá là to. Nói chung là game này nó thiết kế giao diện khá là ổn để anh em thao tác trên màn hình. Phím bấm rất to, rõ ràng. Chúng ta sẽ chọn đạn 2 này. Mỗi loại xe thì có 3 loại đạn. Đạn 1, đạn 2 và anti-mây. Đấy. Về cơ bản thì mình thấy là tạo hình và các cái đường đạn của cái game New Gunball này nó vẫn giữ nguyên cái tính chất của Gunball hồi xưa, không có sự khác nhiều. Đây mình có thể đạn SS này, anh em hay gọi là đạn SS đấy. Đạn SS này thường là dùng để trừ giáp là chính, chứ còn đây đạn SS này bắn bùm trừ những cái con nào mà có giáp khá là đau. Đó, S1 là cơ bản, S2 là kiểu đạn đặc điểm riêng và S3 là kiểu cực mạnh. Đó, anh em cứ hình dung như vậy. Mỗi con xe có 3 loại đạn như thế. Và sau này các bạn phải tính lượt các thứ. Dùng cả vật phẩm này. Đấy, vật phẩm hỗ trợ, đó, các bạn có thể gắn được 5 vật phẩm hỗ trợ khác nhau. Vỡ mồm, đó. Cái radar này là kiểu gợi ý hướng bắn cho anh em mình. À, các bạn có thể chọn đấy, các bạn canh tọa độ thì có một cái thước ở dưới, các bạn thì giữ chọn lực thôi. À, chiều gió đấy, một cái đặc điểm của Gunball mà mình mà nó
tạo nên cái sức hấp dẫn của cái Gunbound đó là gió, hướng gió, tức là hướng cái tốc độ của gió nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường đạn của bạn, tức là ví dụ gió không thì các bạn bắn thẳng là trúng đúng không, hoặc là bắn như nào đấy canh dễ trúng, nhưng mà gió thì các bạn phải tính gió đó đó. Nói chung là anh em chưa chơi bao giờ thì anh em có đọc hướng dẫn nó cơ bản đấy, mình chơi rồi thì mình cảm thấy nó dễ. Gió 10 này. Đó, mình canh lại tọa độ. Đấy, gió ngược 10 tức là nó mình phải bắn mạnh hơn. Đó, đó, tức là gió ngược 10 tức là bây giờ gió lại về không rồi. Đó, các bạn phải điều hướng. À, có cả hiệu ứng này, kiểu hướng thời tiết kiểu giật sét hay là lốc trùng này, nó rất là giống bản PC hồi xưa. Nói chung anh em nào mà chơi Gunbound hồi xưa trên PC rồi thì đó, chỉnh lực này, các bạn phải giảm góc, tăng góc. Khá là ok đấy. Được bạn ơi. Đó, mình sẽ căn lực lại sao cho chính xác vào đây, nó thì nó gợi ý cái đấy, đây hiệu ứng kiểu chắn đạn này, không bắn được qua được cái hiệu ứng này. Nói chung là cái phần hướng dẫn này thì mấy anh em là chưa từng chơi thì có thể cái này mình thật sự là mình cũng trải nghiệm nhanh thôi, bởi vì nếu mà anh em nào chưa từng chơi rồi thì sẽ hơi khó. Rồi chúng ta sẽ có phần giao phiêu lưu này. Bản mobile bây giờ thì nó cũng sáng tạo hơn bản PC hồi xưa. Chúng ta sẽ có phần kiểu phần cốt truyện ấy. Rồi chúng ta sẽ đi đánh cốt truyện đi trước đi, trước khi vào chiến đấu với những người chơi khác. Rồi, gọi là tập làm quen trước đi anh em. Rồi. Mình không hồi xưa là phải tính góc căn lực đây, nó có cả, nó còn có gợi ý là còn dễ nhá. Đó, thưa các bạn chỉ cần canh lực và bắn theo thôi. Nói chung là nó cũng thiết kế sao cho mà anh em dễ chơi nhất rồi. Đó, ví dụ bạn thấy là cái đường đạn mình đang lệch thì các bạn giảm lực xuống. Và nhìn cái sức gió nữa. Vỡ mồm con trồn. Đấy, đơn giản là vậy thôi. Anh em chỉ cần canh hướng gió. Mình nghĩ là đã chơi game kệ bắn súng, bắn súng cách tọa độ tức là chắc hẳn là bạn anh em chơi rồi. Thăng cấp 3 này. Nhạc thì vẫn là giống nhạc PC hồi xưa. Nghe rất là hoài niệm luôn. Nhận thưởng hàng ngày này. Rồi chúng ta có phần thư để nhận quà này. 200 kim cương, quà tân thủ. Rồi, mình sẽ ngó qua, nghía qua cái phần giao diện nó xem nào. Xem nó có gì không. Đây, chúng ta có phần nhân vật này. Không có gì cả. Là nhân vật mới đấy, không, nó không có gì cả. Có cái phần nhiệm vụ này, thành tựu các thứ này nó khá là đầy đủ. Đấy, các bạn này nhận thưởng. Nó hơi bị lag một tí nha. Rồi, chúng ta có chiến đấu này chưa mở. À, nó có phần xe này nó chưa mở này. Rồi mình sẽ phải tiếp tục là đi làm nhiệm vụ để mở khóa các tính năng ra. Chiến đấu nha. Đấy, đánh mấy con quái vật bên này. Kéo cái thanh ấn vào để chọn cái đường lực hướng lực giữ bắn thôi, đơn giản là vậy. Đó, có một cái nút màu xanh ở dưới để các bạn canh lực ấy. Cái game này nó bản mobile nó dễ rồi, giúp các bạn canh lực rất là dễ dàng luôn.
Chứ còn hồi xưa bản PC là các bạn phải tự tính hướng lực, hướng gió, chia góc màn hình các thứ ra, kinh khủng lắm. Tất nhiên là game mobile bao giờ nó sẽ đơn giản hơn để khiến người chơi nó dễ tiếp cận hơn ấy. Mình bắn hơi mạnh nhưng mà không sao. Đó, sẽ trượt một viên vì bắn hơi mạnh. Này đúng là anh em phải là bắn súng canh cho độ, tức là các bạn phải canh. À, có lốc này, lốc nó rất là khó bắn này. Lốc nó sẽ ảnh hưởng đến đường đi của mình rất là nhiều. Đấy, đạn nó sẽ bay. Ôi, vẫn trúng. Bắn là hay đến từ vị trí của cậu vàng. Ồ, đi ra rồi. Game này đang trong giai đoạn alpha test nên là nó rất là, mình thấy là cũng khá là nhiều lỗi. Lúc nãy mình có tải game và đợi đợi về game này mình mất một tiếng để có thể quay video cho anh em. Nói chung là game đang trong giai đoạn alpha test nên là không thể tránh lỗi. Đây, chúng ta thấy biểu tượng của Sonic là cha đẻ của Gunbao. Biểu tượng của VTC Game, đơn vị phát hành tại Việt Nam. Game này mình nghĩ là để mà ra mắt chính thức tại Việt Nam mình nghĩ là phải cuối tháng này, cuối tháng 12 này. Còn đây chỉ là phiên bản alpha test ra mắt ngày 18 tháng 12 thôi, tức là ngày hôm nay. Chúng ta sẽ vào lại này. Mình sẽ đăng nhập lại. Đó. Hoặc là có thể mình đang chơi bằng giả lập nên nó cũng không ổn định lắm. Ôi lại phải chơi lại rồi. Cày dã man, đang bắn hay. Rồi chúng ta sẽ chơi lại nha. Mình đang chơi dòng giả lập. Có thể nếu mà chơi điện thoại nó sẽ ổn hơn. Maybe. Rồi chúng ta sẽ bắn lại thôi, không sao cả. Vừa được quả bắn hay thì... cái hiệu ứng thời tiết thì những cái hiệu ứng thời tiết thì nó sẽ ngẫu nhiên ra nha anh em. Nó không... Đây này, nó có cái phần lượt đây này. Anh em nhìn ở góc trên không? Đó, hai cái lốc liền. Ui xổi, hai cái lốc dã man không? Nhưng mà không ảnh hưởng lắm đến việc mình bắn con rùa này. Vỡ mồm con trồn. Đấy, chúng ta sẽ có một cái lốc. Thậm chí mình không cần cách đứng mình có thể đoán được. Đấy. Rất chuẩn luôn. Thắng rồi anh em ạ. Đấy, lên level 4. Tắt cái hiển thị lên. Đó, chúng ta sẽ mở xe rồi. Đây, phần xe đây, chúng ta sẽ có rất là nhiều loại xe để mình nghĩa qua xem nào. Ở đây mình chưa mở ra được. Đấy, các bạn phải mua, À, hồi xưa là có sẵn, bây giờ các bạn phải mua này. Toàn những con xe hồi xưa, từ bản PC hồi xưa thôi. À, và sau này thì xe các bạn có thể trang trí lên được. Đây, đây là những xe cơ bản, nhìn nó rất là cùi bắp. Sau này các bạn có thể trang trí xe mình lên bằng những cái vật phẩm lên. À, đây là cách để nhà phát hành bán. Nói chung là toàn cái xe từ bản mobile, từ bản PC rồi, không thấy có cái xe nào mới cả. À, con này có vẻ mới đây. Không thấy rồng rủng của nhà. Con đách này hồi xưa bắn ức chế dã man luôn này. Rồi mình sẽ vào chiến đấu đi nhá. Chúng ta sẽ có chiến đấu thời gian thực, chiến đấu theo turn, chiến đấu tùy chỉnh. Đó, các bạn này chơi những người chơi khác. Ta rất là nhiều người chơi. Mình sẽ vào thử nhé. Mình thích bắn với người thật hơn vì nó hay hơn. Ở đây mình có một cái yếu tố đó là mình không thể mình phải mua xe đã, chứ mình không để chọn sẵn như hồi trước, tức là mình phải bắn mây thôi. Rồi chúng ta sẽ đánh bắn thử 3v3 nhá. Rất là hay. Ôi cảm xúc quá. Lâu lắm rồi chơi Gunbao, nhưng mà đây là Gunbao trên di động. À, không hiểu, không, mình không rõ là bắn ở trên. Đấy, tất cả người chơi sẽ bố trí ngẫu nhiên đứng gần nhau này. Đấy, hạng gà. Bắn xếp hạng. Mình không rõ là bắn này thì nó có trợ lực không, tức là trợ cái phần hướng dẫn lực không. Chúng ta sẽ chờ xem. À, vẫn trợ lực, nói chung là nó cũng... Sao bắn thùm lum nhỉ? Cái gì đây? Sao bắn... Uầy! Tôi không đang không hiểu cái gì xảy ra anh em ạ. Sao nó bắn liên tục nhỉ? What the hell? Thế này là bắn không theo lượt à? À đây là bắn kiểu tùy chỉnh, bắn liên tục rồi, bắn tùm lum lẫn nhau rồi. Mình thấy có một cái là bắn theo turn nó đã khác.
tức là những người chơi bắn bắn lẫn lộn với nhau luôn. Đấy, thì thua mất rồi, tức là bắn bắn liên tục, bắn không theo turn. À rồi rồi rồi, ô đội mình thắng rồi. À, khá là hay, đây là một cái chỗ độ gọi là không phải bắn theo turn mà là cứ bắn liên tục thôi, và đội nào thua trước đội thua thôi. Hay nhỉ. Đấy, double kill rồi này, thắng rồi. Đây không phải bắn theo turn truyền thống nữa mà bắn liên tục, mình thấy cũng khá là hay. Nói chung là thêm những cái chế độ chơi mới vào thì cũng khá là vui. Cơ bản lúc đầu tôi không hiểu thôi. Đó, hiện tại thì cũng có rất là nhiều người chơi rồi. Đó, chúng ta chia hai phe và chọn bản đồ này. Hiệu ứng gió bật chế độ solo chung là khá là hay. Đây đổi map đi, chơi bắn cho vui. Chúng ta sẽ đợi một người nữa bắn 4v4. Ờ, bị kích rồi, ok. Bắn V3. Rồi bắn nhá, bắn vui quá. Lâu lắm không chơi nhưng mà đây là chế độ lúc đầu mình hơi bị giật mình. Ủa đứng xa bọn này quá, nó bắn. Bắn liên tục luôn anh ạ, và nó phải chờ thời gian nạp đạn. À, chiêu nó sẽ có kỹ năng hồi nên mình phải. Chiêu nó có kỹ năng hồi nên mình phải đợi nạp đạn. Mày láo này, bắn bạn tao này. Mình bắn góc siêu cao luôn. Ôi, gió xuất hiện rồi anh em ạ. Mày chạy à bưởi. Chạy rồi. Chạy đi bạn ơi. Bạn chạy hộ tôi gái. Thắng rồi anh em ạ. Ui bắn hay quá. Cái chế độ này bắn nó bắn không theo turn. Theo turn nó phải tính toán các thứ hơn. Anh em thấy mình bắn được không nhỉ? Nói chung là game cũng khá ổn đấy nhá. Đây là chế độ bắn không theo turn này, nó bắn liên tục. Đó, chúng ta sẽ đổi map. Ô cái map này hồi xưa bản PC cũng có này, nhưng mà nó, cái này nó thiết kế nó đẹp hơn. Bản mobile nó thiết kế các thứ nó, nói chung là bản mobile bao giờ nó mới thì bao giờ nó thiết kế đẹp hơn là cái chuyện bình thường. Chúng ta sẽ đợi đủ người xem. Và mình sẽ đổi đội đi, sẵn sàng để vào bắn 2v2 thôi. Bắn cho vui. Đó. Nốt cái này thì mình sẽ thử chơi chế độ khác. Rồi mình đang đội đỏ. Thank you.
có giáp mà. Ủa, bắn đầu đấy. Ủa, chết luôn rồi. Thôi, đợi hai kia bắn nhau thôi. Hai bạn ơi, gần hai rồi. Nói chung là mấy bạn này hình như là mới chơi game này, bắn hơi kém nhỉ. Bắn quay vạch này là búp máu với nhau này, phải để ý phần hiệu ứng này. Các bạn phải để ý rất là nhiều cái phần hiệu gió và hiệu ứng. Không phải cứ bấm bắn là bắn đâu. Cái kia nó bất lợi rồi. Ui trời, vỡ mồm, có khi đội mình thắng đấy anh em ạ. Toàn, ui giời chết. Game là dễ, map mạnh. Nói chung là trò này mà rơi là rơi khỏi địa hình là các bạn thua nhá. Rồi mình sẽ thoát phòng đi, mình sẽ review cái phần gọi là tạo phòng. Ở đây chúng ta có rất là nhiều cái map mà khá là quen thuộc giống từ bản PC. Tất nhiên là cũng có những cái map mới. Đấy, chúng ta có chế độ này, free time. Đây các bạn có thể chọn turn này. Mình sẽ chọn 1v1 đi. Tạo phòng. Đó, mình thử solo 1v1, mình thích chơi 1v1 và đánh theo bắn theo turn. Bắn theo turn tức là thay nhau bắn chứ không phải bắn tùm lum thế kia. Vì nó sẽ cần sự tính toán hơn. Nói chung là đấy, cho anh em xem thôi, mình sẽ bắn theo turn nhá. Mình xem phòng nào còn trống không. Giờ buổi tối rồi nhưng mà rất là đông người chơi luôn. Hết phòng trống rồi anh em ạ. Rồi mình sẽ bách ra. Nói chung là bắn vài ván để thử cho anh em xem thôi, chứ còn về cơ bản là game khá là hay. Còn một số tính năng chưa mở này. Giai đoạn 3, ok, mình sẽ bắn thử câu chuyện thêm phát nữa đi. Ở đây thì cái game Neo Gunbound này nó sẽ có một cái khá là mới. Nó là mang yếu tố nhập vai và khi các bạn có thể nâng cấp cái xe này lên. Việc này đồng nghĩa là các bạn có thể tăng sức mạnh của xe mình. Nhưng mà mình đang tò mò một cái là cái điều này có ảnh hưởng đến việc là khả năng chiến đấu giữa người chơi hay không. Bởi vì từ trước đến nay thì Gunbound được biết đến là, tức là nó có hai server, một cái server là tính đồ, server không tính đồ, tức là một cái, những cái server không tính đồ là phụ thuộc vào trình độ người chơi ấy. Thế là mình không rõ là đây có phần nâng cấp các thứ này, phần tiến hóa xe này mang yếu tố nhập vai rất là cao. Có cả nâng cấp đạn. Đó, nâng cấp level đạn lên để bắn khỏe hơn. Có thời trang. Thì mình không rõ là nếu mà chơi như thế này thì sự cân bằng của người chơi lại với nhau nó thế sẽ thế nào. Đấy, đấy là cái mình hơi thắc mắc tí. Mình nâng cấp xe rồi. Nó bắt nâng cấp 3 lần là nâng cấp cái mẹ đi. Đây, các bạn phải vào bắn tơn này. Đây à, hệ thống tự động ghép luôn. Tức là các bạn ngoài việc là vào phòng tùy chỉnh thì các bạn có thể đợi hệ thống tự động ghép cặp. Đó, khá là hay. Đủ 8 người, tức là 4v4 thì các bạn để bắn theo tơn. Khá hay nhỉ. Không biết đủ người không? Thật ra thì game nó mới ra mắt nên là đây là, thậm chí là đây chỉ là bản alpha test nên là số lượng người chơi chưa đông. Thì, hy vọng sau này game chính thức ra mắt thì chơi sẽ rất là đông, vì thật sự thì những game bắn súng cảnh sát độ nó rất là vui, nó rất là fun. Nó đòi hỏi sự tính toán kỹ năng và đôi chút là sự may mắn nữa. Nói chung là mình rất thích chơi game bắn súng tọa độ, ít ra là bây giờ nó còn đỡ nhàm chán hơn những cái game nhập vai hiện tại, game nhập vai trên di động.
Tìm trận hơi lâu nhỉ, thôi mình sẽ đi vào phòng tùy chỉnh đi. Mình sẽ retime. Mình không thích retime lắm, mình thích nó vào bố nó thôi. Thôi, thôi nhỉ. Thôi không bắn nữa nhỉ. Thực ra đây, số lượng người chơi nó hơi ít, thế nên là tìm trận nó hơi lâu. Thì mình cũng nói nhanh về cái game New Gunbound này. Về cơ bản thì game nó cũng mang tính tinh thần của Gunbound hồi xưa, về phần các loại tạo hình xe rồi các cái cơ chế bắn thì hoặc là những cái bản đồ trong game hoặc là chế độ chơi thì cũng khá là giống. Tất nhiên là game sẽ bổ sung thêm một số cái yếu tố mới như là hệ thống chiến đấu thời gian thực, tức là bắn không theo turn nữa, bắn liên tục luôn, rất là vui. Mình nghĩ đây là một chế độ khá là vui. Ngoài ra thì xe bây giờ thì các bạn phải nâng cấp lên, nó mang yếu tố gọi là nhập vai khá là nhiều. Thì các bạn nghĩ thế nào thì có thể comment phía dưới về cái game New Gunbound này nhá. Game đang trong giai đoạn alpha test và mình sẽ để một đường link để anh em có thể đọc thêm thông tin và cũng như là tải game để chơi thử. Đặc biệt là những cái fan của Gunbound hoặc là những cái fan của dòng game bắn súng tọa độ thì có thể thử qua tựa game này. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Anh em nào mà thấy hay có thể like, share, chia sẻ giúp mình nhé. Ngoài ra đừng quên ấn nút subscribe để ủng hộ cho kênh Tốt Game Online. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye!